đi học cái này là mục đích để luyện tay cho nó dẻo. Cái thứ hai nữa là nó luyện trí nhớ, không bị chứng Alzheimer. Thì hôm nay tôi học ở đây là được 4 buổi học. Dạ. Thì hiện giờ thì lúc đầu vô học cũng khó lắm á. Thứ nhất trí nó cũng chưa quen. Rồi cái tay mình nó cũng cứng. Mình phải có quyết tâm, phải có cái sự đam mê mà mình nghĩ rằng mình học để làm cái gì. Đây là hình ảnh ở lớp học đàn piano miễn phí của cô giáo Trần Thị Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Học viên là các cụ già đã bước vào tuổi xưa nay hiếm. Mình mở cái lớp piano ở đây được 4 năm. Thì trong quá trình mình mở thì có nhiều ông bà nội, ông bà ngoại đưa cháu đi học, hoặc là nhiều ba mẹ đưa con đi học. Nhiều khi tâm sự nói chuyện thì ông bà nói là trời ơi, cái này cô mê lắm, nhưng mà hồi xưa mê từ thời năm 6 tuổi, bây giờ hồi đó chiến tranh loạn lạc đâu có đơn giản, cuộc sống mưu sinh thì đâu có ấy, nhưng mà giờ chắc là mấy đứa nhỏ nó học thôi chứ giờ cô chú gì sao học. Thì có tự nhiên có một cái ý tưởng trong mình từ khi những cái tâm sự như vậy. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Quảng Nam, lớn lên ở Buôn Ma Thuột, chị Thọ bén duyên với cây đàn piano từ năm 15 tuổi. Và hiện nay, chị trở thành cô giáo dạy đàn cho những người học viên lớn tuổi này. Cái ngày xưa, cái thời mà không có được tiền để đi học thì cái chuyện học đàn nó rất là xa xỉ đối với cái dân nhà nông như tụi mình. Nhưng mà mình thì lúc đó có một cái lần vô tình thì mình thấy cái hình ảnh một cô gái ngồi đàn mà không biết mặc đầm trắng hay làm gì, nhưng mà thấy trên TV trắng đen thì nó là mặc đầm trắng ngồi chơi đàn, và cái hình ảnh nó cứ ấn tượng mình mãi. Thì năm 12 tuổi thì mình tham gia ca đoàn ở nhà thờ, rồi học nhạc lý. Thời lúc đó thì không có gì hết, thì mình giống như hầu như là thuộc cuốn sách nhạc lý luôn, rất là thuộc lầu vậy đó. Thì 3 năm sau thì ở khu vực mình thì có người cần cái người dạy nhạc lý, thì vô tình lúc đó mình thì rất là am hiểu về nhạc lý. Lúc đó thì mình là người được chọn và mình bắt đầu sự nghiệp dạy từ năm 15 tuổi. Nhờ phương pháp dạy bài bản, chi tiết, lớp học đàn đã giúp nhiều người già cải thiện tinh thần và rèn luyện sức khỏe. Hiện tại, lớp học có khoảng 30 học viên, đa số ở độ tuổi từ 65 đến 93. Nhiều học viên ở các quận huyện rất xa, có người ở tỉnh lân cận cũng vượt đường xa đến đây theo học. Và hàng ngày thì đi 3 cái tuyến xe. Một là đi xe máy đến bến xe Củ Chi để gửi, nhà cách khoảng 5-7 cây số. Xong rồi lên xe buýt, xuống ăn sương. Từ ăn sương về chợ Đồ Mối, từ chợ Đồ Mối về đầu đường Linh Trung. Từ đường Linh Trung quốc bộ về đây khoảng nửa cây số. Thì đi vẫn vui vẻ, ngày nào có lớp học là đi. Piano là một nhạc cụ cổ điển được cho là khó học bậc nhất và cũng là môn học tốn kém, với những cây đàn có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Người học đàn thường bắt đầu ở lứa tuổi thiếu niên. Với những cụ già mắt đã mờ, tay đã run thì chơi được một bản nhạc trên đàn piano là một thử thách lớn. Nhờ sự kiên nhẫn, chân thành và nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Thọ cùng các giáo viên trẻ khác đã giúp cho các cụ ông, cụ bà vượt qua những căn bệnh tuổi già và có thêm niềm vui với cuộc sống. Ở đây thì giáo án thì sẽ hướng dẫn theo khả năng của mỗi người. Ví dụ như các cô chú ai mà cho nhanh thì hướng dẫn nhanh, và ai chậm thì cũng sẽ hướng dẫn chia nhỏ ra, làm sao cho nó các cô chú đạt hiệu quả. Như đây các cô chú đàn được ở nhà, chơi được ở nhà mà các cô chú yêu thích, nhưng mà nó phải là không quá khó khăn, hoặc là những người có những người sẽ có những khó khăn khác nhau, và mình việc của giáo viên là phải làm sao điều chỉnh để cho nó các cô chú vượt qua được cái khó khăn đó. Đa số rất là nhiều cô chú sáng đi khám bệnh xong đó là đi bệnh viện, xong rồi qua đây luôn, rồi đi về kiểu vậy. Các cô chú bây giờ lúc nào cũng người có thuốc về khớp, rồi về tim mạch, rồi về huyết áp, rất là nhiều, về tiểu đường nhiều, nhưng mà cứ vừa điều trị song song cái ở bệnh viện thì điều trị đây về tinh thần, thì cái đây nó giúp cho các cô chú có tinh thần lạc quan, vui vẻ, và luyện tập tay thì nó cũng luyện cho giúp cho các cô chú khớp nó mềm mại, nó đỡ nhất, đỡ tê hơn.
Hơn thế nữa, lớp học này không giới hạn về thời gian, chỉ cần các cụ có sức khỏe, đủ thời gian thì cô giáo và những phím đàn ở lớp học miễn phí này vẫn đợi các cụ cất lên những thanh âm trong trẻo. Bản thân mình á, mình nhận được rất là nhiều, mình nghĩ nhận được nhiều hơn, nhiều rất là nhiều so với mình bỏ cho đi. Tại vì á, các cô chú làm cho mình có thêm cái sự yêu nghề. Yêu nghề có mình động lực để mình cống hiến hơn. Tại mình dấn thân lên cái con đường này, thật sự nó cũng có nhiều cái chông gai vất vả lắm. Tại vì bản thân mình là cũng ra mình khởi nghiệp lập nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chính những cái con người đam mê như vậy, những cô chú đam mê tình yêu âm nhạc lớn như vậy thì làm cho mình có cái động lực là mình muốn phải chia sẻ cống hiến nhiều hơn nữa. Tại vì giống như là mình phải có trách nhiệm. Tại vì sao? Thì người ta ở xa xôi, người ta đến thì người ta tìm mình thì mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Tại vì có người ta là tin tưởng mình rồi, mình phải có trách nhiệm làm sao để giúp được tốt nhất có thể. Đến đây, ngoài được học đàn, các cụ còn kết thêm được nhiều bạn mới, có thêm được niềm vui ở tuổi xế chiều. Và những nốt nhạc tuy chưa tròn trịa nhưng chứa đầy niềm vui vẫn hàng ngày được cất lên tại căn phòng này.